Về mặt hàng thịt heo, quý 4 2020 sẽ đạt số lượng bằng trước khi xảy ra dịch, khi đó sẽ trở về trạng thái cung cầu gặp nhau. Tuy nhiên, giá cả sẽ do nhiều yếu tố quyết định như giá. Heo rống, giá thức ăn chăn nuôi và tạo một mặt bằng giá mới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NN và PTN Nguyễn Xuân Cường nói như vậy, khi đi kiểm tra việc thúc đẩy tái đàn tăng đàn heo trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ngày 7/7 theo ông Cường hiện bộ đã và đang chỉ đạo thực hiện tổng hợp nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh nguồn cung để bình ổn thị trường thịt heo, như nhập khẩu thịt heo và gần đây là nhập khẩu heo sống từ Thái Lan. Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tình thế, về lâu dài vẫn phải là phát triển đàn heo trong nước. Ông Cường cho rằng điểm máu chốt hạt nhân phục vụ cho tái đàn là đàn heo giống gốc vẫn giữ được 120.000 con heo và bổ sung nhập nước ngoài về kịp thời. Đàn heo nái có 2,8 triệu con, với lượng đàn như vậy sẽ cung cấp 11 triệu con heo vào quý 4 2020 và đủ nguồn heo giống cho nhân dân tái đàn, kịp thời đảm bảo được đàn heo so với trước khi bị dịch tả heo châu Phi. Theo ông Cường, hầu hết các đàn heo giống đều nằm trong khu vực chăn nuôi lớn, đơn vị này cần tập trung các nhóm giải pháp kỹ thuật để hệ số sinh sản đạt cao nhất. Heo giống không chỉ đủ về số lượng mà còn đảm bảo về chất lượng. Các doanh nghiệp, trang trại lớn cần tìm cách đưa heo giống tới các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ vì nếu chỉ bán heo hầu bị thì giá sẽ cao, người dân khó mua để tái đàn. Ngoài ra, các đơn vị tín dụng cũng cần hỗ trợ vốn cho người chăn nuôi sau khi bị thiệt hại nặng bởi dịch bệnh, giúp người dân vừa có khả năng tái đàn vừa đảm bảo sinh kế. Ông Cường nói theo ông Cường, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi là yếu tố quyết định trong tái đàn và phải thực hiện song song với tổ chức nhân giống. Hiện các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi lớn thực hiện điều này khá tốt trong khi các nhóm quy mô nhỏ lẻ, nông, hộ lại chưa được chú trọng. Do đó, hệ thống thú y, khuyến nông, cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn bà con, cùng với việc tăng đàn, an toàn sinh học là biện pháp số 1 để vừa đủ sản lượng vừa đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi. Từ đó đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững. Nhận định về sản lượng thịt cung cấp ra thị trường vào cuối năm, ông Cường cho rằng năm nay hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 14,5 triệu tấn thực phẩm. Riêng mặt hàng thịt heo, quý 4 năm nay sẽ đạt số lượng bằng trước khi xảy ra dịch, khi đó sẽ trở về trạng thái cung cầu gặp nhau. Tuy nhiên, giá sẽ không như trước mà giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố quyết định như giá heo giống, giá thức ăn chăn nuôi và tạo một mặt bằng giá mới. Nhưng thị trường sẽ đạt được mức cân đối, hài hòa để người sản xuất vẫn có lãi và người tiêu dùng vẫn chấp nhận được, ông Cường nói.